Hello chào nhà nha. Bữa nay hai anh em mình làm mớ bẫy rồi cả nhà. Vô đây gầy thì cò hết gầy dính không? Thấy khai nước cò nó bay la gai xuống gò này nè cả nhà. Mình với anh ba mình đi dạy dạy chống gầy coi quay chia sẻ cả nhà xem chơi. Đầu đi thôi. Lỗ xuống dưới kênh ba mình gầy cái. Này nó dò cò xuống nhóc rồi cả nhà. Này đặt bẫy xuống là lụm liền. Ba mình gầy đẳng cả. Nó lúng kia rồi nghịch hốc cao đây cây bẫy nam làm cái nha. Làm bằng tre dính không gà khó cao gì vậy? Này là mắng cổ này dấu giò có cao nè, cao cái đường nghịch gì nè, hết biết dấu giò rồi. Đó, vì trong đó đi ra là máng cổ ra, ra đường gò nó kiếm cá ăn nè. Rồi một cân, không rút lại. Tiếp tục đi tới nha. Nè, coi dấu giò nó lội nữa cả nhà. Như dấu giò gà con vậy đó. Nè, thấy không, nó bước nè, không? Không gà cặp méo này anh ba. Ồ, mấy chỗ này người ta đỡ vô kẻ này cái đã đâu nè. Cái kẻ này nè. Hết biết chỗ giò lội rồi. Nè, mình nhấu giò nè các nhà ơi. Nè. Giò cò không nè. Đó là đó đặt được đó đó. Đĩa. Đĩa nè. Mình chẳng nghịch thấy Dũng rồi. Có phân đó nè. Lỡ theo dách này nè, nó im nè. Đây nước đó nó hết vậy. Ngoài này nè, thở ngoài này nó giấu giò nó đi nè, đi lên đây nè. Đó, đi theo kẻ ba kẻ lúa nè. Nó gài trong đường ba đường gò đó nghe. Đó cả bảy trong đó. Nó cả bảy gì đó cả nhà. Trong lúa nó đi ra là lụm đó. Ra đây kiếm cá ăn nè. Đậy phân nhóc hết à. Rồi tiếp tục đi tới cả nhà. Không gài dày lại chút tại. Đang cần nữa cả nhà. Chỗ nào nấy chỗ giò hết biết chỗ giò nó đi rồi nè, cò ba cò trắng nó đi cặp mé này ăn không, nó gầy vô đó sao dính lắm. Đi theo ba mé này kiếm cá nó ăn không nè. Đây cần bẫy gì nè cả nhà. Đó. Đó dắt ngoài này một cây nữa cả nhà ơi. Cho mấy con đi ngoài này nè. Mấy con ngoài này cao cao gì được rồi, đừng thấp hết. Mấy cò này cao quá bà. Cao rồi chứ. Dạ. Cũng cao. Đó, gì nó đi là lụm nữa nha. Nó thò đầu vô cái lỗ dòng nữa đó.
hết cái chỗ giò nó lội. Này có cá nó xuống còn dữ nữa. Tới thôi. Coi dấu giò chuột nữa nè cả nhà. Bạnh bạnh không nè. Năm nay thấy có chuột lại nữa nè. Tới cắt lúa vô đây kiếm bắt nữa. Nó cắn lúa là gai nè. Để đèn cần nữa nè cả nhà. Cắm cắm vách ngoài này là lụm. Nào quay nhiêu đây được nữa đi thăm quay cho cả nhà xem cái nhà. Đi gãy bánh ba thôi.